các bác nha, tiếp tục là một con máy nữa, con thứ ba về trong lô hàng ngày 8 chiếc ngày 12 tháng 1. Thì mình sẽ quay sơ sơ cho các bác xem. Các bác nào muốn xem trực tiếp thì cứ đến trực tiếp công ty xem máy. Con này số khung là 0456, số tiếng nha. Thì mình sẽ bắt đầu quay dần chân trước nha các bác. Con này cũng mới rửa sơ sơ rồi cho nên còn nước. Chút nữa mình sẽ đề máy. Giờ mình sẽ đề máy, thử máy nha. Đây là cabin của nó. Chào các bác nha. Cập nhật số lượng máy chút xíu. Mấy ngày đầu năm mới. Chúc các bác làm ăn phát tài phát đạt nha. Thì hiện tại giờ mới vừa về thêm lô 8 chiếc nữa. Giờ cũng có khoảng mười mấy 20 chiếc á cho các bác lựa. Đây là 2 chiếc 95 nè. Còn lại mấy chiếc 70 hết. Giá đợt này thì cũng dao động từ 250 đổ lên thôi, tùy chiếc. Nhưng cái chiếc 70 kia mới về người ta đặt luôn rồi. Đang chuẩn bị hạ bồn. Còn mấy chiếc, hai chiếc kia thì đang vệ sinh.
Xin chào các bác nha. Bữa nay 12 tháng 1 nè. Về thêm một lô máy 8 chiếc nữa. 70G, 70 thường. Cái giá dao động từ 250 đô lên nha các bác. Các bác cứ tới lựa đi, về 8 chiếc lần. Đây là đợt đầu nè, máy về đợt đầu thì nó 4 chiếc, còn đợt sau đi đường bên Cần Thơ về thêm 4 chiếc nữa. Đợt này máy đẹp mà giá rẻ, các bác cứ tới lựa thoải mái nha. Đây là 70G. Nó còn 2 con nữa. Thì hiện tại trong kho cũng còn được hơn 10 chiếc á. 8 chiếc này được khoảng 18 chiếc, các bác cứ vô lựa. Nhiều máy mà. Để mình quay hai con này cho các bác xem nha. Con sau là 70G. 70 chân. Một chút nữa khi về máy đủ rồi mình sẽ làm clip test từng máy nha các bác cứ vào xem số khung mình có để các bác. Tiếp tục là lô 4 chiếc tiếp theo nha các bác. Hôm nay 2 top. Không có gì một lượt như mọi khi nữa. Nép ra ngoài xíu chở vô. Nép ra ngoài xíu chở lọt vô.
chút nữa mình sẽ cập nhật số lượng máy nha, thì cũng khoảng 18 chiếc đó. Để mình sẽ làm những video riêng của từng chiếc. Các bác cái việc vào xem cái số khung á, các bác nhắn tin đi, cứ nhắn tin cho mình số khung nó bao nhiêu, mình sẽ trả lại cái giá luôn nha. Lượng người gọi nó cũng nhiều quá, mà các bác nhắn tin cho nó tiện hơn. Thì các bác cảm thấy thích những cái video mình đăng á, thì các bác ở dưới đây góc trái nó có một cái nút là nút đăng ký á, hay là còn ghi là không ghi là subscribe, nút đỏ đỏ. Các bác nhấp vào cái đó là các bác đăng ký theo dõi cái kênh bán hàng của mình, biết được số lượng máy, rồi giới thiệu máy. Cái này không chịu làm lại mà làm cái đà mà sao không làm lại lại á, cái vậy nó đâu quậy hùng đâu, mấy chịu quậy dữ hay luôn đúng luôn. Chào các bác nha, cập nhật số lượng máy chút xíu, mấy ngày đầu năm mới chúc các bác làm ăn phát tài phát đạt nha. Thì hiện tại giờ mới vừa về thêm lô 8 chiếc nữa, giờ cũng có khoảng mười mấy 20 chiếc á cho các bác lựa. Đây là 2 chiếc 95 nè, còn lại 1 chiếc 70 hết. Giá đợt này thì cũng dao động từ 250 đổ lên thôi, tùy chiếc. Nhưng cái chiếc 70 kia mới về người ta đặt luôn rồi, đang chuẩn bị hạ bồn. Còn mấy chiếc, 2 chiếc kia thì đang vệ sinh.